Huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh có tổng diện tích nuôi trồng thủy sản khoảng trên 4.200 hectare. Tính đến cuối năm 2022, trên địa bàn huyện có 971 hộ nuôi đang sử dụng khoảng 2,7 triệu quả phao xốp để nuôi thủy sản, chiếm gần 90% số phao xốp cần chuyển đổi sang phao nổi HDPE của toàn tỉnh Quảng Ninh. Thời gian qua, đã xuất hiện tình trạng phao xốp sau khi bị tháo gỡ, đá trôi nổi, gây mất mỹ quan và gây ô nhiễm môi trường biển, được phản ánh trên Báo Nông nghiệp Việt Nam. Sau khi Báo Nông nghiệp Việt Nam đưa tin, trong 2 ngày 22 và 23 tháng 4, huyện Vân Đồn đã tổ chức huy động ra quân trên toàn huyện để thu gom cũng như hỗ trợ người dân xử lý phao xốp nhằm bảo vệ môi trường vùng biển Vịnh Bái Tử Long, kết hợp chuyển đổi sử dụng vật liệu nổi trong hoạt động nuôi trồng thủy sản phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật của địa phương. Việc tuyên truyền vận động thay thế phao xốp trong nuôi trồng thủy sản đã nhận được sự ủng hộ đa số của người dân trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, người dân cũng bày tỏ mong muốn của mình trong việc ổn định sinh kế lâu dài. Tôi là một trong những hộ nuôi hầu biển xã Đông Xá. Thì gia đình chúng tôi thì cũng chấp hành cái chủ trương của huyện về chuyển đổi phao xốp sang phao nhựa để đảm bảo thân thiện với môi trường. Về phía gia đình chúng tôi thì đến nay cũng chấp hành, cũng chúng tôi cũng đã thay đổi đến 90%. Còn tuy nhiên thì cái mong muốn của người dân chúng tôi thì cũng được các cấp các ngành quan tâm để tạo điều kiện để cấp sổ mặt nước để cho chúng tôi đảm bảo để nuôi trồng để cho ổn định lâu dài. Huyện Vân Đồn đặt mục tiêu đến 30 tháng 4 sẽ xóa toàn bộ số phao xốp còn lại, đồng thời sắp xếp các khu vực nuôi biển tập trung theo quy hoạch để giao cho các hộ nuôi. Đặc biệt sẽ ưu tiên các hộ dân của huyện Vân Đồn. Thế và trong thời gian tới thì chúng tôi đang tập trung phối hợp chặt chẽ cùng với các sở nông nghiệp phát triển nông thôn, sở tài nguyên môi trường. Thế và thuê một cái đơn vị tư vấn chuyên nghiệp để nghiên cứu, thế và tư vấn xây dựng giúp huyện một cái đề án, xây dựng cái đề án nuôi trồng thủy sản bền vững trên vịnh Bãi Tử Long. Thế và theo đó thì chúng tôi đã tích hợp vào cái quy hoạch vùng tỉnh một cái vùng quy hoạch có thể nuôi biển là khoảng 20.000 ha. Thế và trong thời gian tới thì sau khi hoàn thiện đề án thì chúng tôi sẽ triển khai cái việc mà giao mặt nước, giao khu vực biển cho từng hộ dân. Thế và trên cơ sở đó thì làm cái điều kiện quan trọng để ta quản lý chặt chẽ, một là quản lý vùng nuôi, hai là quản lý các sản phẩm. Thế và cái thứ ba là chúng tôi kiểm soát dịch bệnh, thế rồi phục vụ cho cái mục tiêu định hướng nuôi biển của huyện Vân Đồn trong thời gian tới. Tính từ cuối tháng 3 đến nay, trên toàn huyện đã xử lý khoảng 2,4 triệu quả phao xốp, thay mới được hơn 1,7 triệu phao nhựa HDPE. Bên cạnh đó, huyện Vân Đồn đã làm việc với các đơn vị cung cấp vật liệu nhựa HDPE, cam kết đảm bảo chất lượng phao cho người dân, hỗ trợ người dân trong việc chuyển đổi phao xốp sang phao nhựa, đảm bảo thân thiện với môi trường.